buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 4 năm 2019 của chi bộ khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Sau phần đánh giá kết quả nhiệm vụ của chi bộ tháng 3, một nội dung được cán bộ đảng viên chờ đón là phần giải đáp thông tin những chủ trương chính sách của thành phố về công tác quy hoạch đô thị. Trong đó có những thông tin rất được quan tâm là cập nhật về dự án tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài liên quan đến 174 hộ dân trên địa bàn khu. Nội dung này do đồng chí Bùi Đức Anh, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Uông Bí báo cáo. Qua cái buổi họp hôm nay thì cũng được các đồng chí lãnh đạo lên phát biểu và thông tin những cái tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như là các cái vấn đề liên quan đến dự án. Tôi thấy rất cần có những cái cuộc họp mà có những lãnh đạo về để chúng tôi nắm bắt được tốt hơn, thì chúng tôi vận động nhân dân và các cái gia đình mà là đảng viên ấy thì là phải gương mẫu đi đầu. Từ năm 2019, thực hiện các giải pháp đổi mới sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bùi Đức Anh cùng với các đồng chí là trưởng phó các phòng ban ngành khối đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố Uông Bí được đảng bộ thành phố phân công về dự sinh hoạt chi bộ tại các thôn khu dân cư. Đồng thời, đảng bộ thành phố cũng phân công các đồng chí trong ban thường vụ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để cán bộ được phân công về dự sinh hoạt tại cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ dự họp, tổng hợp, tiếp thu, báo cáo. Năm 2019, chúng tôi đã trực tiếp phân công các đồng chí là cấp ủy, là lãnh đạo các phòng ban đơn vị trực tiếp dự các cái buổi sinh hoạt ở các cơ sở. Thông qua cái việc dự sinh hoạt đó thì nắm bắt được tình hình ở các khu dân cư, đồng thời cũng là cái dịp để đào tạo và rèn luyện cán bộ nhằm am hiểu thực tiễn, vận dụng thực tiễn để trong lãnh đạo chỉ đạo cũng như trong tham mưu cho cấp ủy trong thời gian tới. Thành phố Uông Bí có 101 thôn khu dân cư. Hàng tháng về dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở, các cán bộ thành phố bên cạnh truyền đạt những chủ trương lớn, cập nhật tình hình thời sự, đặc biệt là những thông tin trong mảng mình phụ trách, còn trực tiếp nắm tình hình dư luận, tiếp thu những ý kiến, phản ánh kiến nghị của cán bộ đảng viên tại cơ sở. Thực tế, nhờ việc cùng sinh hoạt như vậy đã có những vấn đề nổi cộm bức xúc ở cơ sở được kịp thời nắm bắt, giải quyết, đáp ứng được mong mỏi chính đáng của người dân. Đảng viên chúng tôi họp ấy là có ý kiến về cái môi trường, đặc biệt là cái nghĩa trang nhân dân 314, công tác thu gom phế liệu rác sau khi cắt táng thì nó không được sạch sẽ, được sự chỉ đạo của thành phố và xuống phường, và phường đã có chỉ đạo giao kết giữa bên người quản trang và bên chính quyền địa phương giáp khu nghĩa trang. Đấy, thì tháng vừa rồi thì chúng tôi đã có một cái cuộc kiểm tra định kỳ và cũng kiểm tra thực tế luôn ở trong cái đồng rồi, thì nói chung là đạt kết quả tốt. Bước đầu chủ trương này có ý nghĩa hết sức là thiết thực, tiếp thu và tháo gỡ trực tiếp các cái đề xuất kiến nghị trực tiếp ở ngay người dân, và thông qua đó thì tạo ra được cái sự đồng thuận người dân trong việc thực hiện các cái chủ trương về phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là trong cái chủ trương là thực hiện cái chủ đề năm công tác 2019 nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dịch vụ. Ngoài giúp các cán bộ đảng viên tại thôn khu dân cư nắm bắt nhanh chóng, kịp thời, đa dạng tình hình thời sự trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó có định hướng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện là kênh phản ánh, tham mưu để cấp ủy đảng chủ động chỉ đạo giải quyết những vấn đề được người dân quan tâm. Việc cử cán bộ thành phố về dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn khu còn giúp nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, bởi các cán bộ sẽ theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đảm bảo việc tổ chức sinh hoạt đúng quy trình, quy định, đúng nguyên tắc, điều lệ đảng, nội dung sinh hoạt tập trung hơn, có trọng tâm, trọng điểm, ý thức trách nhiệm tham gia của cán bộ đảng viên được nâng cao, không khí sinh hoạt cũng sôi nổi, tích cực hơn. Triển khai cái lịch mà thành ủy phân công các đồng chí lãnh đạo của thành ủy, rồi lãnh đạo các cái phòng ban chuyên môn của thành phố về sinh hoạt với chi bộ đấy, thì tôi thấy là như vậy là rất hiệu quả. Ý thức sinh hoạt của như vậy là đảng viên chúng tôi cũng được như vậy là nâng lên, và những cái ý kiến phát biểu của từng đảng viên góp ý về những cái nhiệm vụ của chi bộ trong cái tháng tới đấy, thì như vậy là đều phải chuẩn bị một cách nó cụ thể, nó rõ ràng và đưa ra cái giải pháp nó rõ nét. Trở lại với trường hợp đồng chí Bùi Đức Anh được phân công dự sinh hoạt tại chi bộ khu Lạc Thanh,
thì đây cũng là dịp giúp đồng chí cọ sát, am hiểu thực tiễn và trưởng thành hơn. Khu Lạc Thanh là khu mà có nhiều các cái dự án trong thời gian tới, đặc biệt là dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài. Thì qua việc sinh hoạt chi bộ thì cũng nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đảng viên, của nhân dân ở trong khu, và qua đấy thì cũng có những cái truyền đạt như gọi là thông tin hay là tuyên truyền vận động để nhân dân và đảng viên trong chi bộ thì nắm được và ủng hộ chấp hành để dự án được triển khai đảm bảo tiến độ. Vừa được cán bộ, vừa được tổ chức, được việc, lại được lòng dân, phân công cấp ủy viên, cán bộ về dự sinh hoạt tại chi bộ thôn khu dân cư tại Đảng bộ thành phố Uông Bí, bước đầu mang lại những hiệu ứng tích cực. Để hoạt động này thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thực chất, hàng tháng địa phương đều kiểm tra, giám sát, kiểm đếm cụ thể. Và đây cũng là một trong những tiêu chí để Đảng bộ thành phố đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm.